Hôm nay dì ba tiếp tế đồ ăn giao liên bằng xuồng, bơi xuồng qua bên sông rồi lấy. Dì ba tiếp tế bánh bún khô, bắp cải, củ cải, bí rợ, hành hẹ, đậu bắp, thịt heo còn ngượng phần. Em gửi cho chị phần, gửi cho mẹ mình phần. Hai mẹ chị gửi lên đây. Dì ba nó cũng không định, nó kêu dì ba xin xuống. Măng người một. Đó, đồ của dì ba tiếp tế, cảm ơn dì ba rất là nhiều. Thôi dì ba, này cắm này là gửi cho bà ngoại nè. Dưa leo ai nói mua 40-50 ngàn, diễn ký 25 ngàn 30, đây em mua 10 ngàn, em mua tại vườn. Đó, giải cứu dưa leo, giải cứu gì hủ qua luôn, đây dưa mới hái mới cắt. Đó, 10 ngàn ký. Bây giờ ông xã em là người giao liên. À, thức ăn mùa dịch, giải cứu nông sản cho người nông dân. Bây giờ mình không có tiếp xúc với ai được thì mình tiếp tế cho người nhà mình hủ qua nè, hủ qua với lại dưa leo. Đó, tiếp tế đem qua cho dì mà không có lại gần nha. Thực hiện nghiêm là bơi xuồng qua để đồ ăn đó, rồi gì mình cho mình cái gì thì cứ để đồ ăn đó rồi lấy xong rồi đi, chứ không có ai tiếp xúc với ai. Rồi được rồi anh ơi, cho nên là tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải đồng lòng để chống dịch cho thật tốt, để con người được gần gũi nhau hơn. Đó, ông xã bơi xuồng mà cũng phải đeo khẩu trang nữa đó, cho nó an toàn, cho nó an toàn. Để bịch có chừng vô leo có cái tẩm hay xong đó. Mấy bịch này để trước. Ê, để nó đi được rồi. Anh quay đầu xuồng lại chứ, để trước rồi. Đó, con xong vậy nè. Vì mình ngồi bên kia xong kìa, có chừng cái bịch dưa leo nè, để ngay chân anh được rồi anh hả? Có bọc mà đâu sao đâu, để lên mấy cây tre đó vậy hả? Anh đi cẩn thận đó, trơn lắm, anh phải vịn một chân mới được chứ. Để đó đi, đừng để chồng lên ủ qua dập á. Xuống đó, lỗ tử cái luôn. À, cạn quá à, không biết úp gió được không. Được rồi, nó không ấy nữa đâu, bơi đi anh. Nhìn cái cảnh này mà muốn chảy nước mắt luôn. Cách một con sông nhỏ nhỏ vậy thôi, tất cả hai chốt là đều chặn hết rồi, không có tiếp tế được. Mình cũng không muốn đi ra đường để gặp người này người kia, tiếp xúc này nọ, cho nên là phải làm bằng cách này. Đó, vì mình ngồi bên sông kìa, đó, đội nón lá ngồi đó.
cảnh này rất là buồn. Nó không biết gì cho mình cái gì nữa đó. Dì Út cho thức ăn gì đó. Có một cái túi đồ ăn. Nó trao đổi. Nhìn cái cảnh này nó khổ gì đâu luôn á. Một người đầu xuồng, một người cuối xuồng. Giờ là ông xã mình bơi về. Nhìn thấy đứt ruột không? Út đưa cái gì ạ? Út làm bánh hả? Thế hả? Em đâu có xuống được, anh quay lại.